Không quan trọng quá khứ, cô gái mời người yêu cũ đi đám cưới để rồi được mừng phong bì 156k và cái kết không thể nào đắng hơn. Anh, các chị ơi, đám cưới thì đừng nên mà mời người yêu cũ nhé. Đây là người yêu cũ của em đây ạ. Đây, thằng chồng nó đọc được cái này thì là cái phong bì này của thằng chồng em, thế là nó tống em về ngoại luôn. Mệt mỏi lắm. Bây giờ là em cạch luôn đấy. Đây, 156.000. Nó mừng như này thì không sao đâu, nhưng mà nó còn kèm luôn cái tờ giấy này cho em nữa luôn này. Đây, đây nó ghi là chúc người yêu của anh hạnh phúc nhé, yêu nhau 45 không bằng. Đứa mới 6 tháng quen nhau đã cưới, anh với em ngủ với nhau 156 lần, 3 lần. Đấy, nó đọc đến thế này, thế là thằng chồng nó em nó quay ra hỏi em là có thật không. Em không biết nói gì nữa, bởi vì là quá khứ đấy, là đã là quá khứ rồi. Em với nó không hợp nhau nữa thì chúng em chia tay thôi. Đây, thằng chồng em nó đọc được, thế là nó bảo với em là đuổi em về ngoại luôn. Nó bảo là mấy hôm sau là ra tòa luôn. Đây, không biết là có ý nghĩa gì nữa ấy.